Ai đó? Anh em. Anh nào? Đọc quá đi. Vương ơi, mở cửa. Đúng rồi. Có đem đồ không? Chuẩn bị hết rồi. Bây giờ thời điểm này thì Sài Gòn đang rất là vắng vẻ, không có một nhiều Sài Gòn bây giờ đang rất là vắng vẻ, không có nhiều người đi qua lại, cho nên là mình tận dụng cái thời điểm này mình đi bộ để mình hít thở không khí trong lành của Sài Gòn. Sài Gòn lúc này không có ô nhiễm mà vắng nữa. Và ngày hôm nay là mình sẽ đi cắt tóc. Đó mọi người không? Cái tóc tai quá dài, râu ria tùm lum hết trơn. Mà mình hay cắt ở đâu thì chắc mọi người cũng đã đoán được rồi. Hà Hiền là diễn viên và cũng là thợ cắt tóc luôn. Foro Barber Shop đó. Bây giờ mình sẽ tới đây mình cắt tóc. À, tiệm này nằm ở 77 Dạch Xin. Ủa? Sao tự nhiên hôm nay đóng cửa vậy ta? Kỳ vậy? Ủa sao tự nhiên đóng cửa vậy? Lấy điện thoại ra. Hà Hiền. Alo Hiền hả? Sao tự nhiên hôm nay em đóng cửa vậy? Sao tự nhiên hôm nay đóng cửa vậy? Hả? Giỡn hoài. Từ đang mùa này tức ngủ đây luôn. Cho đóng cửa đúng rồi. Em khùng quá, người ta cấm tụ tập mấy chục người. Anh có người cắt là đóng cửa vậy, với lại đóng cửa vậy xem làm ăn được. Trời, anh mới khùng đó. Giờ rồi con nhau của người ta xuống rồi. Chưa đóng cửa tới hết 31 tháng 3 này. Để chung tay nhau, để mà mình chống dịch corona. Chứ không phải em ngủ gì trễ em chưa ra tiệm hả? Em đừng có xài em ra tiệm đi, anh đang đứng trước cửa tiệm của em nè. Đừng nói nhiều nữa, lẹ đi, giỡn hoài. Ủa? Bị gì anh Khánh? Đóng cửa mà. Em giỡn với anh hoài Hiền. Giờ chính phủ ta. Chào em. Ừ. À, gì vậy? Dạ. Mày đặc sợ hả mày? Mới ngủ dậy đúng không? Hả? Không bắt tay và bắt chân nè. Đó, bắt cái nữa nè. Đó. Sao mở tiệm vô cắt tóc cho anh đi chứ? Trời ơi, bây giờ là mình phải chung tay vô, mình hỗ trợ nhà nước hết cỡ, mình bỏ qua cái lợi ích đi. Tạm thời đi. Để mà mình đóng cửa một tuần mình coi sao mà mình phải hợp tác với người ta là vậy. Cắt có mình anh không lẽ không được? Không được luôn. Mở cửa lên anh chui vô sập cửa mình cắt ở trong. Trong công văn đó ghi là chữ mở cửa mà giờ mình mở cửa lên chẳng khác nào mình hoạt động. Trời ơi, nhưng mà giờ cái hình ảnh của anh nghệ sĩ mà râu ria tóc tai bờm sờm vậy sao đi quay? Ủa mà giờ mùa này quay gì em còn không có show nữa, anh có show được. Em vô duyên quá anh không quay phim thì anh quay vlog, em kỳ quá. Okay. Anh quay vlog anh cũng phải cần có hình ảnh của anh chứ. Giờ em thương anh đi, em cắt cho anh được không? Năn nỉ luôn á trời, ít khi năn nỉ ai lắm á. Có một cái sáng kiến này.
sáng kiến gì nữa? Sáng kiến này ở trên mạng cũng có mấy bạn làm rồi. Đừng có sáng kiến giống như cái cửa bữa mà thử che quốc tóc của em nha. Cái đó ăn vô cái về muốn chết luôn mấy ngày liền luôn á. Đâu mà liếm đó mọi người thích lắm mà. Thích không? Thích. Mở cửa đi. Thôi nhưng mà em có cái cách cắt khác, không từng mở cửa. Anh mắc cười quá, anh cứ đòi mở cửa hoài á. Đi cắt lại ngồi ngoài đường cắt kỳ lắm á. Anh có đồ nghề không? Anh quên em là một thợ tóc đường phố rồi hả? Ờ ha. Ok, mình sẽ cắt ở ngoài đường luôn. Mời em. Làm gì vậy Hiền? Bây giờ người ta đang ghi cấm là mình khuyên mình là phải giữ khoảng cách 2 mét, thấy không? Trời ơi, vậy là cái cốc mình cũng phải vậy. Em đã nói rồi, cái cách này là cách mà trên mạng người ta đã thực hiện rồi, nó thành công, cho nên là giờ em thử với anh luôn à. Em thử anh luôn, thí nghiệm luôn. Lần nào mà em chở thử anh cái gì em cũng thử anh đó mà, cũng đem anh thử. Được không? Thử chạy chạy cái coi được không chứ. Trời ơi, anh còn đi quay vlog nha, mặc dù phim không còn nhưng mà phải quay vlog nha. Ngon cái bộ nè, thấy không? Ừ. Ồ, giống như cái bàn chải của Trường Quán Giới vậy. Bùm cào á, bùm bồ cào á. Rồi giờ cắt được chưa, giỡn hoài à. Tự quấn đi. Sao hồi hộp quá vậy? Trời ơi. Ôi. Đâu có ghế quay tự động luôn nè. Cái cây này là 2 mét để giữ khoảng cách an toàn á hả? Đúng rồi, 2 mét á. Nãy 3 cái tiếng đo là gì đó. Ok, xong rồi anh Khánh. Trời ơi, lần đầu tiên cắt tóc xong phải lấy điện thoại ra kiểm tra cái mặt mình có ổn không? Ổn em nha. Nhưng mà cái điều nó hơi ngứa á, em hơi ngứa. Tại vì mình không có được phủi như mọi bữa. Chịu khó về nhà tắm luôn anh ơi, về chịu khó về nhà tắm luôn ơi. Khó rồi chứ giờ sao vậy? Nè. Ở ngoài đường mà. Cảm ơn em nha. Trời ơi, quá đẹp luôn, không ngờ ngồi ngoài đường cũng có cái đầu đẹp luôn trời. Vui. Giờ bắt tay. Ok, giờ bắt tay được rồi nè, giờ bắt tay được. Bậy rồi, không có treo rửa tay mà dám bắt tay luôn hả? Không, nhưng mà em có bao tay mà. Ok, cảm ơn nha. Trời, ừ. Công nhận lợi hại thiệt. Mọi người, hai cái cây này mà là cắt tóc được Quy Khánh luôn, công nhận nặng á. Khèo giờ mới thấy khó lắm nha, cái này phải là thuộc trình luôn á. Ủa mà nãy em nói, em nói cây này nhiêu mét? Anh Khánh cao nhiêu vậy? Anh cao 1m78. Em nói cây này 2 mét để giữ khoảng cách, mà sao anh thấy giống như hai cây này trồng lên mới được 2 mét nè bà ơi. Ủa chết mày, vậy là nãy giờ em đang không có đúng cách đó hả? Nãy nói già là kêu cắt cây 2 mét mà sao điện chứ giờ không cắt cây có 1 mét vậy? Mà cái gì vậy Hiền? Cái gì vậy? Em có sao không? Hả? Sức khỏe ổn không? Cần kêu cấp cứu không? Đã kêu cây 2 mét mà giờ còn có cây có 1 mét à. Tự nhiên cái khó thở quá. Cái gì? Kêu cái gì? Kêu cấp cứu. Khó thở quá. Mọi người, trước khi mình đi á, mọi người nhớ subscribe kênh của Follow Qua Bờ TV với lại Huy Khánh Vlog nha. Ok, cảm ơn mọi người.
clip này anh em tụi mình là chỉ hư cấu lại câu chuyện mà mình đã tưởng tượng và một số cái mẫu chuyện mình coi trên mạng, là bởi thời buổi corona là không có tiếp cận nhau, phải cắt tóc bằng những cái dụng cụ giữ đúng khoảng cách á. Và trong cái thời điểm này các cửa hàng ăn uống cũng như các tiệm cắt tóc cũng đã bị đóng cửa hết rồi, cho nên là không có thể nào vào mở cửa được. Cho nên Huy Khánh với Hà Hiền mới nghĩ ra cái ý tưởng quay cái vlog này cho nó vui vui để gửi đến mọi người coi. Nếu như mọi người thích thì hãy like, share và đăng ký kênh YouTube của Hà Hiền, tên là gì? Follow Barber TV Huy Khánh Vlog nha. Còn bây giờ thì xin chào và cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ nãy giờ. Cảm ơn mọi người. Bye bye.